Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì người đã đến gần Jerusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy người phán rằng, có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho 10 người tôi tớ đến, giao cho họ 10 nén bạc và dặn rằng, hãy làm lại cho đến khi ta trở về. Nhưng các người dân của ông ghét ông, sai người đi theo mà rằng, chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi. Được phong vương rồi, ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lại được bao nhiêu. Người thứ nhất đến thưa, tâu vua, nén bạc của vua đã xin lại được 10 nén. Nhà vua bảo, được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến, thưa, tâu vua, nén bạc của vua đã xin lại được 5 nén. Nhà vua đáp, ngươi cũng vậy, hãy cai quản 5 thành. Người thứ ba thưa, tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài, ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo. Vua phán rằng, hỏi đầy tớ bắt lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo. Sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời. Vua liền bảo những người đứng đó rằng, hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có 10 nén. Họ tâu rằng, tâu vua, người ấy